Dạ bà con cô bác thân mến, hiện tại thì mấy anh em Phương Dừa vẫn còn ở xã Hàng Gòn và bây giờ chuẩn bị vô thăm một hoàn cảnh cũng cực kỳ khó khăn. Em nó thuộc diện hộ nghèo mà bị thổng đó bà con bác. À, một phần. Một phần. Mà đây là một phần. Dạ rồi đi vô. Ừ. Bỏ đóng đóng cửa xong ha. Dạ. Đi đi. Hình như dường như ở đây là một hoàn cảnh khó khăn không kém gì hồi nãy phải không? Dạ, dạ. Ừ. Nhà cũng chuyện không nghèo. Bà con cô bác có xem Phương Dừa với lại có xem anh Trớt với anh Quớt với anh Tấn. Đây là bà con bác đang đứng ở ngoài rất là đông. Ít khi nào mà Phương Dừa đi mà thăm hoàn cảnh mà bà con bác tới đông vậy. Tại vì Phương Dừa đi thường thường đi có hai người đi đơn giản lắm. Ngày nay đi thì được bên địa phương hỗ trợ cho nên là xe cộ nó cũng nhiều. Đó. Đi vô. Một coi như đây hai người với Khiên hả? Tội nghiệp quá vậy. Không phải, đã có hứa chia rồi. Chia sẻ. Có công là ai có của thì góp công rồi, góp công rồi cũng phải cho nó đều chứ. Cái công này nó lớn hơn cái của luôn nha Thụy. Dạ. Lớn lắm á nha. Nó là mè giống hồi nãy coi. À. Rồi, đi mai em rồi. Bỏ vô thêm bao gạo chục trăm ký. Thôi mai tặng gạo ha. Dạ. Tặng bao gạo 100 ký đi ha. Dạ, 100 ký. Rồi. Để cho hai anh chia sẻ. Dạ, được không? Mai em xuất tiền em mua chiếc xe đẩy. Đúng. Thôi nữa, có tâm. Tính xuất tiền em mua xe đẩy, cái đó là... Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mình phải tự lo bản thân mình chứ. Thôi giờ đi vô nè. Bỏ bà lên tôi đẩy hả? Đi vô. Không, mà dán bao gạo 100 ký chắc chết. Thôi đi. Này là sao đây? Này là con hay là cháu? Cháu hả? Con tên gì? Hạnh đâu? Tên Hương hả? Con là gì trong gia đình này? Cháu ngoại hả? Con của ông nội hả? Ông nội à, con của ông nội. Mẹ nó con nó con của ông nội không biết. Không hiểu. Không hiểu. Là con của ai? Cháu của ông nội hả? Ông nội đâu? Cháu của Mẫn. Cháu Mẫn. À cháu của Mẫn hả? Cô đó đó. À Mẫn là ba mẹ con hả? Rồi, hiểu hiểu rồi, hiểu rồi, chú hiểu lắm rồi đó. Rồi đi vô. Vô trong nhà. Ủa nhà không có ai nhà đó, có người lớn nhà không? Vô kêu người lớn vô, vô ơi. Kêu hỏi ai ở đây ai lớn nhất. Này cũng vừa có nghe nói là nhà cũng sắp được xây hỗ trợ xây nhà tình thương đó. Nhà này cũng chắc lúc trước chắc cũng được hỗ trợ xây cất rồi đó. Bây giờ chắc sửa chữa lại chứ thời gian thấy cũng lâu rồi, nó cũng xuống cấp rồi. Ừ, cũng nứt rồi. Con không có chỗ nhà thôi, mình vô đại đi. Mình có hùng thu rồi nữa chứ. Kết âm. À, anh nhà tên gì vậy? Ở sao nè, ta ở sao nè? Ta ở sao nè? Anh Sáu. Đây nè, bé nè, bé chào em gái. À, đây chắc cái bé là bên địa phương giới thiệu mình nè. Con tên em tên gì? Anh Sáu ơi. Quý hả? Anh em bao nhiêu tuổi? 31 hả? Chú qua đây nè chú. Anh Sáu ơi, mời anh Sáu ơi. Dạ hai anh dạ chịu khó xách phần quà đó giùm em nha. Dạ em hỏi thăm khoảng 2 tiếng á. Để xuống đi. Không, xách sách để sách tấp thằng con tao tâm sự khoảng 2 tiếng nữa ngồi xuống hơi khi dạ. Nào tới 1 tiếng 59 phút mình sách lên dạ. Cưng là con của bác hả? Cưng là con thứ mấy? 9 ở nhà đông anh em lắm hả? Dạ. Bao nhiêu anh em nữa? 13 học là hả là 14? 14 người. Bác nhiêu tuổi rồi bác? 6 mấy bác? 60. 60, 60 nhỏ hơn ba mẹ mình. Rồi bác gái ơi thím đâu? Mất lâu rồi. Mất bao nhiêu tuổi bác? Thế chú? Mấy năm mấy à? Mấy. Chú làm đẻ 14 người con. Thì chú mới nhậu hả? Ờ. Trời ơi. Nhậu ở nhà, nhậu ở đây đi mọi người hả sao chú? Sao nhậu một mình? Nhậu đi luôn không có ai lo nó đâu. Ý là sao ghiền hay sao là lại là nhậu? Ờ, nhậu rồi sao mà ăn gì được? Mình phải đi đâu đâu đi giữ đó, anh lo cho nó. Dạ, nhưng mà em nó cũng ngồi chỗ mà chắc ngày cũng cơm nước rồi thôi chứ đâu có làm gì.
Thì chú không có làm gì lấy tiền đâu nuôi em đó. Chú làm một đường mà nghỉ thu rồi. Rồi có được hưởng lương hưu không chú? Đó. Tháng được nhiêu chú? 5 triệu mốt. À, 5 triệu mốt cũng ngon ha. Tháng ở quê này được 5 triệu mốt là đủ chi tiêu rồi. Chú đẻ tới 14 người con. Người con lớn nhất của chú là bao nhiêu tuổi? 4 mấy rồi. Dạ, còn con nhỏ nhất là bao nhiêu tuổi chú? Nó cũng 2 mấy tuổi rồi. Có gia đình hết không chú? Không, mấy nhỏ chưa, còn 4 đứa chưa có. À, nãy giờ quên giới thiệu này, có anh Bảo Trung. Đây anh Dũng Nhí. Đây là anh Y Trung. Còn đây là bạn Thùy bên Kim Khiết, Demon. Ghé thăm gia đình mình. Với còn mấy đứa em, mấy đứa cháu nữa. Như vậy là đây thì có bà con của bác địa phương cũng tới. Đây là chị Bích. Đó. Kế bên chị Bích đó là chị Loan. Rồi kế bên sau là chị Thủy. Rồi cuối cùng là chị Mai. Bị mới lại biết rành ra. Dạ, biết chứ. Có đúng đúng cũng đừng trả lời nha. Dạ. Chị Bích thì bán bánh ít. Chị Mai bán xài hả? Ủa hay là nhà mình là con cháu trong nhà hay sao? Con cháu bên nhà sao? À, là con hay là cháu? Cháu. À, có ai là con không? Không. À, bên mẹ hả? Ờ. Nhà nữ không ha? Ờ. Rồi cưng bị phỏng thì là hồi nào? Dạ. 5 tháng hả? 5 tháng hả? À? Vậy là mới đây. Rồi cưng làm, cưng có gia đình không? Có, thì có chồng mà còn chồng bỏ. Có con không cưng? Có chồng năm bao nhiêu tuổi? Mới đây được là có chồng 2-3 tháng rồi mới bị phỏng hay là bị phỏng rồi mới có chồng? Có chồng rồi. Có chồng 2-3 tháng rồi em bị phỏng rồi chồng bỏ luôn. Là đã nó quen hay là có cưới hỏi là có đăng ký kết hôn rồi không em? Là hai chồng quen nhau hay là bằng mái? Quen nhau rồi cưới, có tổ chức cưới hỏi ra mắt hai bên hết. Dạ. Rồi chưa có làm thì đăng ký kết hôn thôi. Chưa. Rồi chồng em thấy em phỏng thì bỏ luôn hả? Có chăm em được ngày nào không? Dạ. Trời ơi. Rồi từ hồi giờ là không có tới thăm em luôn hả? Rồi bạn ấy có gia đình nữa chưa? Sao mà bạc bẽo quá vậy? Bởi vậy cũng có người ta có như là người ta chăm lo rồi người ta thương dữ lắm. Cũng có những người mà lúc mà hoạn nạn cái là bỏ. Nói chung xã hội mình có người này có người kia. Cưng có gọi điện cho chồng không? Không nhớ số hả? Rồi chồng ở gần đây không? Dạ, cũng gần thì trên ấp ấp thì nghỉ đó. Không có tư, không từ lúc bị tai nạn luôn là như là lúc trước bị phỏng là có vẫn thương yêu nhau bình thường hả? Dạ. Không có qua tới cái chuyện là lúc trước khi bị phỏng á? Khi bị phỏng là cũng có gặp nhau một lần thôi là hết gặp. Ủa sao cưới mà không ở chung hay sao? Có ở chung xong rồi cứ giận xong về đây ở với ba. À cưới nhau rồi giận về đây mở với ba rồi mới bị xảy ra tai nạn. Dạ. Rồi sao em làm gì mà bị phỏng như vậy? Trong lúc đó cũng có bị bệnh cái xong nghe là em nó xách vô cái chân nó cầm cái hộp quẹt buồn nó cầm đi. Em bệnh hả? Bệnh sao? Không biết mình kiểu bệnh người ta theo này kia. À. Như này có như là tinh thần mình không ổn định phải không? Dạ. Có lúc này lúc kia. Rồi xong như là em phải xích mình lại. Dạ. Xích lại ở nhà đây luôn hả? Dạ, xích như sau dạ. Rồi em cầm quẹt. Cầm quẹt cũng có chắc không có làm chủ được cái cảm xúc gì. Dạ. Không làm chủ. Rồi em đốt. Em đốt bằng gì mà cháy như vậy? Khuya lạnh nó thế đốt với cái niệm cái xé
Chị đốt xong nó nệm mút á. Thì xong nó cháy nó lan ra. Cháy nguyên cái nệm luôn. Rồi lúc đó không ai hay hả? Dạ không, đâu có ai, đang ngủ như sau có mình là bị xích chân lại. Bị xích sau chân lại hả? Lúc đó nhiều khi có chuyện gia đình không vui á, rồi em tinh thần em không định á. Nhiều khi em làm cái việc đó mà em không tự chủ được á. Rồi trái là rồi sáng đông mọi người biết hả? Cứ cháy của em lấy cái áo em giặt mà áo mắm tắt xong cái nó cháy lên người không mới kêu ba. Người ba hay? Dạ, là ba ngủ bên kia. Em là thứ mấy trong nhà? Dạ, thứ 8. Thứ 8 trong nhà? Rồi bị xong rồi chạy chữa rồi cuối cùng nó để lại di chứng em vậy nè. Dạ. Cho nó bị giống chân, như thế. Chứ nó không có thẳng chân được. Không thẳng được. Bị bao nhiêu phần trăm em? Bị phẫu bao nhiêu phần trăm? Tôi cũng không biết nữa. Bệnh viện người ta có kết luận cho mình chứ? Dạ, kết luận chắc nói với thằng em, không có nói với đây biết mà. Là bị chân bỏng hay là tay không có bị ha? Tay có thẳng? Tay bị. Còn trên người có bị không cơ? Không, có sau lưng. Hai cái mông. Bây giờ em cứ ở nhà rồi ba cho ăn uống vệ sinh thì đó. Dạ. Rồi đâu giờ đâu có thuốc men đâu có gì nữa phải không? Dạ không có tiền để đâu mà uống thuốc men. Em có đau nhức gì không? Dạ nó không có cảm giác hả? Không. Em có bóp. Còn có đi đứng được không? Dạ bóp nó đau, bóp thì nó đau. Chú hỏi em có đi đứng được không? Dạ. Dạ chưa có ai đỡ không? Chưa có bước đi được cho nằm biết. Giường thôi. Dạ, chỉ nằm trong đây. Mới 5 tháng mà. Này nó mất da luôn á. Ừ. Rồi chung là cong vậy luôn chứ đâu có thẳng. Dạ, tóc không có rồi đó, có cháy không? Có cháy con cháy tóc. Nó nghĩ là một phần buồn, có thể là trầm cảm. Mình cũng lúc đó là có thể là nó nếu mà gia đình mình trói mà xích mình lại đó thuộc chuyện nhưng mà bị về thần kinh rồi đó. Đúng không? Cho nên là phải trói lại mình không tự chủ được á. Lúc đó có đi khám thần kinh không con? Dạ không. Rồi thì tự gia đình thấy không ổn thì gia đình xích lại luôn hả? Dạ. Rồi vậy là nhiều khi xích lại cái bắt đầu trầm cảm rồi buồn hoặc bực bội rồi nó kia đó. Xong cái khó chịu rồi xong cái, được. Xong cái rồi bới móc rồi có cái gì nó mình khó chịu rồi tự cái mình tự hủy hoại mình luôn á. Xong rồi đốt cho nên là bị như vậy. Lạnh, đi nằm ở ngoài lạnh không có mượn. Không ai đưa mền em đắp hả? Không. Cái nhà cũng đâu có mền, thằng nhóc kia nó dẹp cái mền của em. Giờ là về tinh thần mình ổn định lại chưa? Dạ cũng định lại. Mà giờ mình nghĩ lại đâu chắc mình cũng không biết sao mình làm vậy lúc đó, mình làm vậy đúng không? Dạ, thì không nghĩ vậy luôn. Trời ơi, vậy là bây giờ suốt đời em ngồi vậy luôn á. Hoặc là ví dụ mà có điều kiện thì đi tập vật lý trị liệu rồi để cho chân nó thẳng thẳng ra rồi mình ví dụ mình đi tập đi một lần đi hoặc là mình ít nhất mình cũng còn hai cái cánh tay mình còn đi xe lăn rồi. Dạ. Đúng không? Giờ thì ba là cơm nước là mình bới lên rồi cưng gọt ăn. Rồi đi bữa ngồi lên xe lăn mà cái chân nó không có thẳng được tiếp đẩy không được. Luôn. Dạ. Ngồi. Mà bây giờ phẫu thuật được thì sao con, nếu mà có tiền được có điều kiện mình phẫu thuật thì nó có thẳng ra được không? Không biết nữa. Cưng là người đồng bào chưa đó hả? Dạ. Mình tập cho con. Cưng tên gì? Dạ tên Thúy. Thúy, tên đầy đủ là gì con? Thủy Thúy. Thủy Thúy hả? Dạ. Thủy Thúy. Thủy. Họ tên đầy đủ. Họ Thủy. Dạ. Thủy Thúy. À, Thủy Văn nữa ha? Đúng như nãy bên kia là thỏ. Mấy cái này cháu hả? Mấy này là cháu hả? Hai đứa có bé kia là cháu và bé mà áo trắng là cháu. Rồi. Đúng là nhà là hàng xóm đông chứ, mà ví dụ như vậy là mình tới là bà con cô bác tới rất đông mà nhưng mà có cháy không ai hay. Nếu mà hai dập đường em là nó cũng không ra đến hậu quả vậy không? Dạ. Tới như sau đâu có ai đâu. 3-4 giờ sáng. Dạ. Thường thì nó có cháy cái nhà sau không? Cháy đệm thôi hả? Cháy cái tấm bạc thôi đúng. Cháy tấm bạc hả? Dạ. Ồ. Cháy này. Rồi
Rồi lúc lúc vô bệnh viện là bác sĩ có nói là sức khỏe mình có nguy hiểm không? Dạ không có nói, không nói gì hết. Rồi chạy chữa hết bao nhiêu cơ? Dạ 50 mấy triệu. 50 mấy triệu. Rồi, gia đình người lúc đó tiền đâu mình chạy chữa hả bác? Đi người ta cũng ra... người ta giúp đỡ. À, đâu cho hả? Dạ. Là 100 triệu hả chị? Bóp vô được 20 triệu. Chú nhậu quá, ngồi gần chú bác cũng chắc cũng xỉn luôn quá. Xỉn theo quá. Đến nhà đâu. Hôm nay có ai nhậu không? Mấy chị có nhậu không? Nhiều quá. Thì mình không có mặc quần dài được ha. Dạ mặc mặc quần dài cũng được mà cái mặt vậy cho nó thoải mái, đổ mồ hôi nó ngứa nằm nó không có đi qua đi lại được. Rồi cũng xuống ngày cũng ở trên cái giạc này thôi à, không có bò xuống gì được, này bò cũng không chạm đất rồi nó cũng sẽ nhiễm trùng không. Lúc còn băng thì bò được, lết được, nó còn băng bó lết xuống như đất bò được. Thôi bữa nay mình đi vô trong đây mới thấy cảnh nhiều hoàn cảnh khó khăn ghê ha. Mình không có biết đâu, xưa giờ mình đi miền Tây đúng không? Miền Tây thì bà con bác cũng biết hoàn cảnh khó khăn thì cũng giới thiệu em cũng đi thăm hỏi giúp đỡ. Còn hôm nay là lần đầu tiên mà Phương Dừa, thật ra Phương Dừa có về đâu Long Khánh đôi ba lần, Phương về xã Cẩm Mỹ, rồi Phương Dừa về Định Quán, Đồng Nai là Phương Dừa cũng có đi tới cũng nhiều huyện nha, và cũng giúp nhiều hoàn cảnh. Ví dụ như có những hoàn cảnh của Tuyên với Lộc là cũng bị là hai đứa con bại não và đứa con bị khiếm thính đó. Đó là Định Quán. Nói chung là khó khăn cũng nhiều. Mà hôm nay mình đi ở trong nội, ở trong cái xã Hàng Gòn không của thành phố Long Khánh là có rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn. Và địa phương đây thì đang giới thiệu cho người những hoàn cảnh khó khăn nhất, coi như là bệnh tật và bị tai nạn đó. Chứ còn nếu mà mình có thời gian và mình có điều kiện á là chắc là mình sẽ đi thăm, sẽ còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa. Ở giờ đi mới thấy được có quá nhiều hoàn cảnh khó khăn. Em còn quá trẻ luôn, mới 30 tuổi à. 30 tuổi mà giờ cũng là thôi gán đi, giờ đừng có suy nghĩ buồn nữa. Mấy cái chuyện buồn thì thôi mình ghi vô giấy đi, thì xong mình đốt bỏ vậy đi, hoặc là nói cho một ai nghe đó, ai đó nghe rồi thôi. Em bữa cháu nó đưa giấy ghi xong nó đem đi đâu tiệm vậy hả? Hoặc là ví dụ nói cho anh nghe vậy thôi, buồn thôi, khóc vậy thôi, mình gán rồi mình dương lên, điều trị rồi tập luyện đi. Ví dụ đi lại được thì mình có xe lăn rồi mình kiếm cái chuyện gì mưu sinh. Dạ. Chứ nhiều khi ba cũng lớn rồi, ba cũng đâu chăm mình hoài được đúng không? Dạ. Rồi mà anh chị em nhiều khi cũng khó khăn, cũng có gia đình, người ta cũng lo cuộc sống gia đình đó. Dạ. Cho nên là nhưng mà tuổi đời em cũng rất là trẻ, nhiều khi biết nhiều ba thương, ba con gái của ba thương, ba nuôi rồi nó mốt mà ba già, ba lớn tuổi rồi ba không có nuôi được thì không ai bỏ rồi tới đó mình sao? Nhưng mà anh nghĩ chắc em chắc chừng nữa chắc địa phương cũng sẽ làm hồ sơ để cho em được hưởng trợ cấp vì thương tật bệnh tật đúng không? Dạ. Thường em thấy có. Dạ. Thường em thấy dược phẩm gì đó. Dạ, không biết. Chưa biết. Rồi. Cố gắng. Này ghé thăm về là đỡ ha. Hôm nay bữa trước ghé chắc nhìn chắc nước tàn rồi còn chảy ha. Lúc mà không có tiền mấy ngày ở nhà mấy ngày đâu có tiền đâu, cho đi lên bệnh viện có con dồi. Có dồi luôn hả? Rồi bu luôn ha. Dạ, cứ thế nào mới làm sao tí đâu. Ừ, với lại em ngồi chỗ này em cũng phải xây cỡ nữa. Mà nên nhiều khi nó bị lỡ lát á. Dạ. Nó ngoại tử á. Tiên đau ngứa tập vậy nè, giờ nó sưng bự. Vậy là giờ ba lãnh lương tháng rồi, có nhiêu thì lo chi tiêu trong gia đình thì còn lo cho em. Dạ. Ông nó đồ ăn cơm bưng cơm cho coi gì ăn lấy. Dạ có gì ăn, dạ có gì ăn, người ta cho gạo cho mì cái này thì thật ra cũng không có trách em được, tại vì lúc đó em đã bị tinh thần không ổn định rồi, em đã bị xiềng xích lại chết lên. Dạ, cho nên là có thể là cái thần kinh mình không ổn định, cho nên là thành ra cái hành động của mình
mình làm mình không kiểm soát được, chứ không phải là em nó là buồn chồng rồi về đây ở rồi tự nhiên buồn rồi tự đốt mình, cũng không vậy. Có thể là một phần gì cái chuyện vợ chồng rồi đâm ra mình cũng buồn, nhưng mà sao không dẫn em đi khám mà lại xích em vậy, là sau lúc đó không ai dẫn em đi khám để về thần kinh của làm sao. Có lúc thằng em nó dắt đi thầy đâu cường cường đâu chỗ Vũng Tàu, đi xong cái gì nó xích nữa, đi xong nó thả nó không thả, xong đi xong kiếm cái con dao chặt ra cái dây xích đi rồi trốn cho nó xích nữa, nó một lần nữa nó xích nữa, đi xích nhiều khi không có gì á, nó xích viết được xích được cái sợ chứ, một người mình đang tự do mà. Tiểu đang tự do mà không có tự, xe thì tự nhiên xích mình lại. Tinh thần là quan là trọng lắm. Dạ. Ừ. Bởi vậy tôi vừa nói, ví dụ mình có vấn đề gì về thần kinh á, trước tiên mình phải dựa vào khoa học trước, mình phải đi khám trước cái đã. Chứ nhiều khi mình ở nhà mình cứ nghĩ người này theo người kia theo, hoặc là có vấn đề này kia, rồi mình xích lại rồi mình đưa người thầy người bà này rồi bắt đầu trị, rồi xong người nhiều khi không có vấn đề gì hết, nhiều khi chỉ là stress hoặc là trầm cảm hay gì đó, xong cái mình làm vậy càng trầm cảm thêm nữa là bệnh tình lại nặng hơn. Cho nên là Thương vừa cũng có gặp một trường hợp như vậy đó, cho nên là bà con cô bác mình cũng nên rút kinh nghiệm cái gì cũng vậy, mình phải dựa vào khoa học trước, y học trước đó, tây y rồi trước, rồi khi mà có kết luận á, hoặc là không có điều trị được á, nó vẫn như vậy thì mình mới tìm cách thứ hai thứ ba, chứ chưa vậy trơn là mình thật ra em của em đâu phải là thầy thuốc, cũng đâu phải là chuyên gia, cũng đâu là gì, là cũng là người bình thường, cũng lao động bình thường, tự nhiên nghĩ vậy rồi cái bắt cái xử lý vậy luôn, rồi sao nguyên gia đình lại để cho em lại không có ai mà có cái ý gì khác rồi để em chối em vậy. Dạ, tối em cũng nói em kêu là tháo ra đi, nó không tháo cái xong tối đó tôi xong bị cháy gì người nó cháy gì cái kêu nó tháo hoài mà nó đi tắm mà tí nó không nó cũng không nó thích kêu nó tháo. Nhưng ra để đi tắm lúc đó em có làm cái hành động gì nó nguy hiểm không mà sao hay xích em vậy? Dạ không, đâu có làm gì đâu. Hay là em có đi lang thang gì ngoài đường không? Dạ, không có xe tới đi con không có đi phải đi lang thang mà đi kiếm việc làm, người ta tưởng đi lang thang chứ trong dính cái cọng đi xích người ta tưởng đi. Đi cho nên em mới sợ đi. Đi em chặt đi xích ra đi kiếm việc làm. Em nói đi kiếm việc làm. Bây giờ thì thôi, mọi chuyện nó xảy ra vậy rồi thôi. Em cố gắng hôm nay là thấy không, hôm nay là có danh hài Bảo Trung nè, có coi chú đó không? Dạ có. Trời ơi, có anh nghệ sĩ hài Minh, có Dũng Nhí, có anh Đi Chung nè, có anh Khu Dừa nè, rồi có chị Thùy Vũng Kim Thiết nó tới thăm, bà con cô bác tới thăm rất là nhiều. Ha, vui vẻ lên. Mọi thứ anh cũng tới thăm nhiều hoàn cảnh lắm, nhưng trước khi mình tới thăm cái hoàn cảnh nhiều khi buồn ơi là buồn luôn, coi như là đường cùng luôn á, xong cái tự nhiên cái có duyên cái mình tới mình thăm, cái mình nói chuyện vài ba câu cái tự nhiên cái tinh thần nó vui vẻ, nó phấn chấn lại, có nhiều cái năng lượng tích cực lắm, cho nên là thôi cứ vui vẻ thoải mái ha, nói bây giờ nó đã vậy rồi, chứ mình buồn tủi mình buồn phiền hoài thì nó cũng không có giải quyết được chuyện gì. Giờ tinh thần và ý chí của mình ha. Dạ. Cố lên nha. Dạ. Cũng còn nhiều quan tâm người quan tâm ha. Bữa nay thì tới thăm thì có bên chị thì có phần quà. Dạ. Tháng 7 nên tặng gửi quà chay, nhiều món chay cho em. Dạ. Chị cũng sẽ có cái bao lì xì gửi cho cưng. Đó, anh chị thì trao đi, cưng anh chị trao. Còn anh thì anh không có bao lì xì. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị. Đó, anh bao lì xì nhiều lắm, nhưng anh đi ta tặng nhiều quá, người ta sẽ xúc bao lì xì không kịp á. Xong rồi bây giờ anh gửi tiền mặt luôn. Dạ. Em gửi cho 3 triệu. Dạ. Ha. Dạ. Để giữ đó, để đưa, thôi giữ đó để có tiền, có tiền riêng xíu. Dạ. Để có thèm gì, hoặc có nhiều khi gái mà thấy cái áo đẹp hay gì, thấy cái cài đẹp hay cái gì đó để mình mua.
để cá nhân của mình đó. Còn hoặc ví dụ khi ba mà khi lãnh lương chưa kịp hay giờ gửi không, giờ con đưa 300 đi chợ. Nói gì nói chứ con gái đứa trong nhà mà tuổi này là tuổi tuổi đẹp, đúng không? 30, 31 là phải sửa soạn này đủ thứ đó. Mà giờ không may nó vậy, cho nên giữ ít trong người để khi nào có cái thèm ăn cái gì hoặc là muốn mua cái gì đó. Lúc thì tùm lum không có tiền Bữa nay anh có duyên tới gặp anh Thăm rồi để xíu anh xin số của cưng rồi, không có điện thoại hả? Xin số gia đình rồi, có dịp tới thăm hoặc là mà tới thăm thì báo địa phương thôi gắng cái gì sức khỏe. Bữa nay vui không? Rồi nhà chặt nhà luôn. Thấy vui rồi ha. Thấy vui rồi, thấy vui không? Vỗ tay cái nè. Anh anh chớ á. Hả? Tại anh đó. Sao? Mỗi khi em đi là em đi vô nhà không ai hay luôn. Em ngồi nói chuyện với nhân vật không? Nay có anh thì bà con bác tới quá. Thầy thương anh. Thầy ghét em. Không có ghét em. Bà anh nổi tiếng quá mà. Nhưng mà bà con bác ở nhà đây lát mà mình về nhà đóng cửa lại nha. Để ông nội này em vô không đó. Nói bà bảo nha. Không như cái nó chỉ có duyên rồi. Vì vô thăm mấy hoàn cảnh này chia sẻ không à. Đau lòng. Đau lòng lắm, không có nói bậy bạ. Thật ra nói bậy bạ là nó vui để mang tiếng cười cho bà con bác thôi. Giờ mai mới nói. Dạ mai mới nói ha. Dạ. Dạ rồi thôi, cảm ơn bà con của bác mình nhiều rồi. Nha. Giờ tạm biệt cố lên nha, cố lên nha. Cố lên nha, cố gắng lên nha. Dạ. 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 Tinh thần mình rất là quan trọng, cố gắng. Anh gái hãy cố gắng lên nha. Ok cưng. Dạ chắc cũng cứ ít khi mà có đồ đòn rồi tới thăm mình ông vui ha. Anh học chung có năm nay nhiêu rồi? Dạ tôi cũng 60 rồi. Dạ, rồi. Dạ. 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 Dạ rồi, bà con của bác thấy anh á. Anh cũng giữ gìn sức khỏe để lo cho cháu nha. Anh này với này hay giống nhau ta. Dạ, dạ. Mấy năm vừa đi thăm được hai ông khách này. Dạ, giờ nghe nói cũng còn một cảnh cực kỳ khó khăn nữa. Giữ gìn sức khỏe để lo cho cháu nghe nên sao. Rồi. Vừa sẽ tranh thủ ghé thăm. Dạ, mình tranh thủ còn. Dạ, dạ. Rồi, kính chúc tất cả bà con nhiều sức khỏe nha. Thôi chào tạm biệt bà con bác đi con em. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ rồi, chào tạm biệt bà con bác. Hẹn gặp lại. Chú gì? Lại đây tôi cho có bánh nè, có kẹo ngon lắm. Lại đây. Lại đây có bánh kẹo ngon lắm nè. Lấy bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ nè. Trời ơi, sữa kìa. Không có ngồi đem theo thôi. Hả? Cái này là kẹo bắp. Nè, chia ra. Thôi cho con này đi xuống lô ăn. Cho hả? Lô hả? Nè. Chị ăn đứa bịch. Xuống đó bánh. Từ. Rồi sao con lại chia đi, chia. Xuống lô đó bánh. Cũng lộn không? Không. Rồi con hết nít cho sớm này chưa? Cái này đâu trâu. Hết nít sớm này chưa? Này chia thôi, chia đi để rồi mấy đứa nó chia, nó lộn cho đứa hai ba cây gì đó. À. Đây. Một bạn một bịch. Rồi cảm ơn được chứ. Rồi nè. Nè còn nữa không? Con nhỏ nè. Nè. À, còn nữa không? Các bạn có bánh nào lại đây. Nè. Chú này tôi lấy chú này á. Nè. Chú gì? Biết chú này chú gì kêu chú này qua. Chú gì? Phải không? Nè, con có chưa? Nè. Còn bạn nào nữa không? Nè. Nè, từ cô cho. Nè. Nè, bé chị nè. Bé thịt bánh đâu xuống chị ơi. Đây, bánh nè, còn nữa không? Có bạn nào chưa có không? Trời ơi, bà con quán này dương á. Đây là vô cái xóm, đằng đây nè Thùy, lấy thêm nè Thùy. Thùy, đằng đây là lấy thêm nè, đây có mấy đứa nhỏ nè. Nè. Cảm ơn. Rồi. Có chưa? Có rồi hả? Nè. Là thiếu Nhi hả? Thiếu Nhi này bự quá. Còn bạn nào không? Thì thiếu Nhi luôn hả? Ủa vậy hả? Tưởng xin banh. Lấy bắt tay tưởng xin banh. Cảm ơn. Tưởng xin banh. Nói kệ quá.
nè. Rồi con có chưa? Dạ, yeah, cô cho kìa. Có anh Dũng Nhí với anh Bảo Trung. Dạ. Yeah. Ủa, ở trong đây bà con cô bác cũng có xem em ha. À, cảm ơn bà con bác rất là nhiều. Dạ, cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều. Còn ai chụp không? Chụp đi nha. Chụp giùm con đi. Dạ, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Chụp chị tắm. Dạ, chụp chị ha. Lên chụp lên. Anh nhỏ không nhìn mắc cười quá. Chứ rồi, chứ rồi. Rồi, rồi. Cho em xin chụp tắm nha. Dạ, dạ. 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 Dạ 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 dạ. Ghét được em chụp chốt. Dạ rồi, cảm ơn. Dạ dạ, cảm ơn. Bán sầu riêng ngày nào? À vậy hả? Ừ. Dạ rồi. Rồi, chúc bà con cô bác mình nhiều sức khỏe nha. Giờ em tranh thủ đi tiếp một hoàn cảnh nữa. Dạ, có dịp ghé thăm xã ấp của mình, ấp gì, ấp gì? Ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn luôn. Dạ. Khu này khu dân tộc. Người đồng bào chưa ra. Đồng bào. Đồng bào chưa ra món đặc sản của người đồng bào mình là món gì chị? Cánh bồi á. Bài món gì? Bài bí, tiếng dân tộc là bài bí. Là món đó món gì? Nó giống món gì chị? Canh bồi. Canh bồi hả? Nó gần có gì chị? Bánh ống nữa. Bánh ống. Bánh ống làm á. Cơm lam á. Cơm lam hả? Đúng rồi. Bữa nào có dịp về đây chơi ha. Bữa nào có dịp về đây chơi. Ăn Tết xong ra riêng cái bắt đầu trưởng thôn. Thôn mà trưởng thôn hả? Trưởng thôn. Dạ. Trưởng thôn là họ chú. Dạ. 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 Bữa có dịp khác đi bà. Đại nay con đi theo cái sự hướng dẫn của địa phương. Để có dịp trở về thì địa phương người ta có cập nhật thì. Dạ. 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 Cảm ơn. Dạ. Dạ. Chị Ngọc Huyền chỉ đi về nhà chị ơi. Coi thăm điện thoại không, chú vừa mới vừa thấy ở ngoài. Dạ dạ dạ. Cảm ơn thôn mình nhiều nha. Cảm ơn xã ấp mình nhiều. Hẹn gặp lại. Có dịp về đi chơi. Dạ, gặp lại. Xin phép. Dạ, xin chào. Dạ, xin chào bà con bác nha. Dạ, rồi bây giờ con Khương Dừa sẽ di chuyển tới một cái hoàn cảnh nữa. Cũng cực kỳ khó khăn ở cũng trong xã Hàng Gòn nha bà bác. Dạ, mời bác cùng đi với Khương Dừa. Hãy đón xem Ngôi Sao Việt Vừa mùa 2 được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Khương Dừa Channel bắt đầu từ ngày 9 tháng 9 năm 2023.